Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một chiếc Omega để view, một trong những chiếc nó khá là cơ bản. Chiếc này là chiếc vàng hồng 18K. Chiếc này mình xin giao lưu với giá là 128 triệu. Anh em có thể thấy là cái mặt của nó là mặt đen và nó hình nó của nó khá là sâu. Mình vừa zoom gấp 2 lần và anh em có thể nhìn thấy là trên mặt số của nó có hai lòng, lòng trong và lòng ngoài. Đây là một trong những cái dáng nó rất là classic cổ điển, vì anh em có thể nhìn thấy là đây là một trong những dòng hai kim rưỡi, kim rốn chạy ở giữa và kim giờ và kim phút là kim kiếm. Các cái cọc số la mã của nó rất là đặc trưng cái cổ điển từ 1 cho đến 12. Chiếc đồng hồ size 38, càng nó khá là ôm, đeo rất là đẹp, và chiếc từ này nó phù hợp rất là anh em mà công sở đeo rất hay. Đây là dòng Omega Quasi Excaptiment. Anh em có thể biết đây là dòng Quasi thì nó có khả năng chống từ nó rất là tốt. Một vài ngày vừa qua thì mình có trải nghiệm một vài chiếc blank pen, cũng so sánh với lại những chiếc Omega thì khả năng những chiếc blank pen cái độ chống chịu từ của nó kém hơn rất là nhiều so với những dòng như thế này, và nó thường xuyên nó bị chảy nhanh, cũng như là cái tóc của nó thường nó bị rung, và nó dễ là dẫn đến việc sai giờ, mặc dù là Blanc Pen là một trong những thương hiệu nó khá là mạnh trong thế giới đồng hồ. Tuy nhiên thì Omega nó một trong những thương hiệu nó khá là cơ bản, chỉ nằm trong cái tầm dạng khá thôi. Chiếc khóa của nó cũng là khóa vàng hồng và là khóa đúc. Anh em có thể nhìn thấy các chuyện mộc nó rất là đầy đủ Omega này, chuyện đầu chó, chuyện cân tiểu ly, tương tự mặt sau này nó cũng như thế. Đây có lẽ cân tiểu ly này, đầu chó Vecna này, logo Omega 750 đúng zin. Về tổng thể chiếc đồng hồ này nó size 38, mà khi lên tay nếu mà anh em mặc sơ mi thì nó sẽ rất là đẹp. Có lẽ là mình sẽ phải làm một vài bộ ảnh về sơ mi khi lên tay. Anh em có thể thấy những chiếc classic này khi mà mình chụp ở tay không thì nó sẽ không được đẹp lắm. Tuy nhiên nếu mà mặc sơ mi lên, khi mà mình đeo, mình có chụp ở trên Zalo rất là nhiều, anh em có thể thấy rất nét đặc trưng của nó, rất là đẹp và sang trọng. Vâng, xin cảm ơn anh em. Những hình ảnh chi tiết này anh em có thể liên hệ trong số Zalo, số điện thoại 0978333689. Xin cảm ơn anh em.